Xin chào các bác nhá. Em tiếp tục hôm nay lại lên cho các bác một con máy massage chân, bàn chân các bác nhá, massage bàn chân. Đấy, để phục vụ cho bác nào mà thích thư giãn, vâng, bàn chân thì mình có thể tham khảo trong cái máy này. Máy này đấm chân rất sướng các bác nhá. Đấy, cơ chế hoạt động nó rất đơn giản thôi. Sử dụng nguồn điện 100V, tiết kiệm điện và các bác xách đi đâu làm gì cũng rất là gọn gàng các bác nhá. Đây. Đấy, mình mang đi cất đi đâu và xách nhiều nó cũng tiện lắm các bạn. Nó gọn này các bác, nó gọn nhẹ. Đấy. Về các bác vệ sinh qua tí nữa cho đẹp nhá. Con này cơ bản về máy về còn rất là đẹp rồi, nhưng mà mình muốn nhìn nó bóng bẩy hơn thì mình có thể lau qua thêm tí nữa. Đây, các bác đặt cho em hai bàn chân lên đây, khởi động này. À, đây là một chế độ đấm đơn giản này, đây. Đấy, nó sẽ đấm đơn giản như này. Các bác nhìn tay em ạ. Đấy, và nó kết hợp các bài tập ở đây. Đấy, nó đấm bàn chân. Đó, rất là sướng. Đây là một chế độ tập nhanh hơn một chút này. Đấy, nó zoom, qua nhìn zoom ghê không? Đó. Đây em để tay, còn khi các bác để chân vào thì nó êm hơn nhá. Các bác để chân vào thì nó tiếng nó sẽ êm, còn đem để tay kiểu tay nó với. Đấy. Đây, chế độ nó nhanh hơn này. Đấy, đây là maximum nó nhanh hơn này. Đó, có như này. Sướng nó gọi massage bàn chân này rất là sướng luôn. Đấy, em để tay nhẹ thì kiểu nó bị lệch ấy. Để chân vào nó cân thì tiếng nó rất là êm này. Đấy, để chân vào tiếng nó êm lắm, êm du luôn. Mình để tay vào kiểu nó không cân các bác, này nó rung. Rồi, rất là sướng luôn, tê. Ai bác nào mà bàn chân kiểu hay bị nhức nhức cái thứ, để bàn chân vào thì massage sướng cuộc đời luôn. Đấy. Phê lắm các bạn, để nhẹ, rung rất là sướng luôn. Đấy, các bác để bàn chân vào rất sướng. Đây mình có thể chọn các chế độ khác nhau này. Đấy, đấm từng cái một này. Đấy, nhanh hơn một chút này. Xuống dưới này thì nó sẽ rung bài khác nhau này. Lên nó sẽ mạnh hơn này. Đấy, xuống thì nó nhẹ hơn này. Và đây là nhanh chậm này. Đây là độ đấm mạnh nhẹ. Còn đây là cái tốc độ nhanh chậm. Đây, đây là chậm này. Maximum của nó này. Các bác đặt bàn chân lên rất sướng, rung. Đó, rung rất sướng luôn. Êm lắm các bạn. Đây là em để tay, còn các bác để chân vào tiếng nó rất là êm luôn. Đấy. Đúng là hàng của Nhật khác, rung sướng thật. Để mà bàn tay của tay nó kiểu em bê nhiều ấy, nó hay bị tê các bác. Để đây một lúc mà nó giãn hết cả gân cả cốt, sướng thật, như ép cả tay. Đấy. Bác nào mà kết hợp thêm cả ví dụ như là bàn chân mà nó đang bị nhức mỏi nhá, để bàn chân ở đây. Xong mình có thể bôi thêm các cái thảo dược ấy, thuốc thảo dược, xốc bóp, thuốc bóp thảo dược hay gì gì đó. Đấy. Xong mình bôi vào, mình để lòng bàn chân vào đây thì thôi, sướng. Hoặc là bác nào ngâm chân nước muối đấy, xong rồi nhấc chân ra đặt vào đây thì nó massage thì thôi, gọi là sung sướng cuộc đời luôn. Đấy, máy hoạt động vẫn ngon, hình thức thì còn rất là đẹp. Đấy, thì bác nào mà chốt cái con máy massage chân này thì alo cho em, số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Máy massage chân thương hiệu nội địa Nhật. Đấy, gọn gàng. Đây, và kích thước em đo cho các bác xem, rất gọn gàng luôn. Nó chỉ tầm khoảng 33 này. Đấy, 33 với 30. Rất là gọn. Xách đi đâu cũng được các bạn, gọn nhẹ xách đi đâu cũng được. Đấy, bác nào chốt con máy massage này thì alo cho em nhá. Số điện thoại đặt hàng 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Một trong hai số thì gọi cho em số động được, hoặc có thể là qua trực tiếp nhà em. Nhà em ở gần bến xe Mỹ Đình nhá. Các bác qua trực tiếp để đặt hàng cũng được, hoặc là qua trực tiếp lấy hàng cũng được, hoặc là mình có thể đặt qua hai số điện thoại trên tiêu đề nhà em ấy. Đấy, thì bên em sẽ giao ship tận nơi, tận nhà luôn, tận tay luôn. Các bác nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra thoải mái nhá.